Vào dạng sáng ngày 27 tháng 1 năm 2025, còi báo động của trạm biến áp xe nguyên ở Pe vang lên trong màn đêm, đánh thức vô số người dân Pe khỏi giấc ngủ, trong nỗi kinh hoàng, họ vội vã nhìn ra bên ngoài và chỉ thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ bầu trời đêm Pe Thì ra, sáu cục máy chủ làm mát bằng chất lỏng, cung cấp điện cho phiên bản châu Âu của Dixit, đã bốc cháy do quá tải công suất, trong ngày mắt, ngọn lửa bùng lên ngút trời, nhiệt độ đạt tới 4000 độ C, biến những khối bê tông cốt thép kiên cố thành những tinh thể dạng thủy tinh do bị nung nóng. Chờ treo thay, chỉ 19 giờ trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn tự tin tuyên bố trước truyền thông về kế hoạch phục hưng AI, khẳng định rằng Pháp sẽ tận dụng làn gió từ DeepSeek của Trung Quốc để tái cấu trúc chủ quyền số bằng mã nguồn. Nhưng điều nực cười hơn nữa là, chỉ 24 giờ sau bài phát biểu của Macron, phiên bản DeepSeek châu Âu, dự án trị giá hàng trăm tỷ euro, lại gây ra một trò cười khác. Hệ thống AI đã nhầm tháp Eiffel của Pháp thành biểu tượng của chủ nghĩa thực dân, còn bản quốc cả Pháp do AI tạo ra lại tràn ngập từ ngữ tiếng Đức. Khiến mọi người giờ khóc dở cười. Vậy tại sao châu Âu, nơi khai sinh ra của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và thứ hai, lại tụt hậu xa đến vậy so với Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực AI? Ngày 20 tháng 1, khi nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, Lương Văn Phong, công bố DeepSeek một mô hình AI mã nguồn mở, đạt trình độ tiên tiến hàng đầu thế giới, châu Âu một lần nữa cảm nhận được mối đe dọa. Sau Thế chiến 2, châu Âu đã quen với việc bị Mỹ áp đảo, nhưng việc bị Trung Quốc vượt mặt trong lĩnh vực công nghệ khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả lục địa như bùng nổ trước tin tức này, chúng ta là đại diện của nền dân chủ và tự do, vậy tại sao Trung Quốc lại vượt qua chúng ta trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo? Nhận ra tình thế nghiêm trọng, châu Âu quyết định đoàn kết và tận dụng làn sóng AI từ Trung Quốc để thực hiện một cú bứt phá nhằm vượt qua cả Trung Quốc và Mỹ, là quốc gia luôn tự xem mình là người người tiên phong của châu Âu, Pháp một lần nữa đứng lên, không lâu sau khi Trung Quốc công bố mô hình đích xích tổng thống Macron với sự kiêu hãnh đặc trưng của người Pháp, tuyên bố trước toàn thế giới. Châu Âu sẽ đầu tư 1.090 tỷ euro vào kế hoạch phục hưng AI. Trong vòng 3 ngày sau khi kế hoạch được triển khai, do lưới điện địa, địa phương không thể chịu nổi tải điện khổng lồ của quá trình huấn luyện AI, ba trạm biến áp đã bị nung chảy hoàn toàn. Cả châu Âu vỡ oa trong phấn khích. Nhưng khi ngọn lửa tham vọng của người dân châu Âu vừa mới được thắp lên, thì cảnh tượng mở đầu câu chuyện đã xảy ra, một trận hỏa hoạn giữa mùa đông đã thiêu rụi hoàn toàn hy vọng của họ. Khoản đầu tư vào năng lực tính toán của châu Âu thất bại ngay từ bước khởi đầu khi đối mặt với chất vấn của phóng viên lúc người phụ trách phòng thí nghiệm AI ở Marseille Pháp giận dữ giật phăng chiếc áo chống bức xạ của mình và nói mỗi một GPU đều đang thiêu dụi tương lai của những người nộp thuế sau lưng ông ta là một nghĩa địa chất đầy kenten nở chứa chip Nvidia S100. Còn tại trung tâm siêu máy tính ở Berserker, kết quả tính toán khiến các kỹ sư châu Âu hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sở hữu đến 30% tổng số GPU trên toàn cầu, hiệu suất huấn luyện AI của châu Âu vẫn thấp hơn Trung Quốc và Mỹ tới 27%. Ngay cả khi áp dụng cách tiếp cận sao chép nhanh, trực tiếp chỉnh sửa trên mô hình mã nguồn mở MDSIC của Trung Quốc, các chuyên gia AI châu Âu vẫn bất lực. Giáo sư Hân từ Đại học Kỹ thuật Munich đã thẳng thắn thừa nhận trước công chúng, vượt qua giao cản thích ứng văn hóa là một thách thức. Đây chính là bộ quần áo mới của Hoàng đế trong thời đại số. Châu Âu đã chi 8,9 tỷ euro cho cái gọi là cải tiến bản địa hóa. Nhưng kết quả là gì? Trong 137 tỷ tham số của Dixit, họ chỉ điều chỉnh được 0,3% khi hệ thống xử lý các truy vấn bằng tiếng Serbia. Gần một nửa đầu ra bị lẫn các câu chửi tụng bằng tính cơ Nhưng tai họa thực sự vẫn còn ở phía sau, trong số 37 cơ chế kiểm tra an toàn mà Trung Quốc thiết lập sẵn, các kỹ sư châu Âu lại xóa đi 29 cơ chế vì cho rằng chúng dư thừa và vô dụng. Kết quả là 120.000 hồ sơ xét nghiệm gen bị dò dỉ, khiến dự án bị Liên minh châu Âu buộc phải chấm dứt. Tại sao châu Âu thất bại trong cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc và Mỹ lại thẳng tiến? Vấn đề cốt lõi nằm ở khủng hoảng công nghệ và công nghiệp mà nguyên nhân gốc rễ chỉ xoay quanh 3 điểm. một, Thiếu điện, Dixix A1, phiên bản tiên tiến của Dixix, tiêu thụ 32.000 MWh chỉ sau một lần huấn luyện, tương đương toàn bộ lượng điện của Luxembourg trong hai ngày. Nhưng ở châu Âu, chính trị đang bóp nghẹt công nghệ, Đức, dưới áp lực từ các đảng xanh theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, buộc phải đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng, Pháp, nơi được coi là trụ cột điện hạt nhân của châu Âu, lại liên tục rơi vào các cuộc đình công, khiến sản lượng điện hạt nhân giảm 12%, hậu quả là chương trình huấn luyện AI của Liên minh AIM Citadel buộc phải cắt giảm 80% công suất, nhưng thiếu điện vẫn chưa phải trở ngại lớn nhất. hai Thiếu nhân tài, AI là một ngành cực kỳ thâm dụng vốn và công nghệ, đòi hỏi hàng chục nghìn chuyên gia trình độ cao, nhưng châu Âu lại không có đủ người, nhưng vào năm 2024, làn sóng di cư của các tiến sĩ châu Âu lại giống như thời kỳ đại hàng hải năm xưa, hơn 60% tiến sĩ châu Âu chọn đến thung lũng Silicon để theo đuổi giấc mơ Mỹ, 20% tiến sĩ khác đến Trung Quốc, chỉ chưa đến một phần mười số tiến sĩ quyết định ở lại châu Âu. 3. Thiếu tiền, thị trường đầu tư mạo hiểm của châu Âu quá chậm chạp, trung bình, một dự án AI tại châu Âu phải mất 14 tháng để được thẩm định, đủ để một sở startup AI ở Trung Quốc hoàn thành 3 vòng gọi vốn và bước vào giai đoạn bùng nổ, dòng vốn chính là dòng máu của công nghệ, nhưng với tốc độ cấp vốn chậm chạp như vậy, đến nay châu Âu vẫn chưa có một kỳ lân AI nào, trong khi Trung Quốc và Mỹ đã sản sinh ra hàng chục gã khổng lồ. Chưa kể đến hệ thống pháp lý khắc nghiệt mà châu Âu tự trói buộc mình, ngày 12 tháng 7 năm 2024, Bờ ra Sư công bố luật AI của Liên minh châu Âu, một văn bản dài hơn 800 trang, với hàng loạt điều khoản siết chặt như một nhà tù công nghệ. Điều 304 yêu cầu hệ thống nhận diện cảm xúc phải phân biệt được tư loại vi biểu cảm, với sai số không quá 2,3%, công ty Imobat của Đức buộc phải từ bỏ dự án robot hỗ trợ cảm xúc. Vì không thể đáp ứng yêu cầu phi thực tế này, CEO công ty đã phấn nộ hết lên trước ống kính, ngay cả con người còn không làm được điều đó. Để tránh thiên vị thuật toán, e Izio bắt buộc tất cả hệ thống AI công cộng phải cung cấp sơ đồ quy trình quyết định bằng giấy. Hậu quả là dự án AI quản lý đô thị của Berlin bị trì hoãn hơn một năm. AI châu Âu giống như một chú bướm sắp trưởng thành, nhưng lại bị trói chặt bởi lớp kén quá nặng và cứng nó dãy giụa nhưng chỉ có thể nhìn qua những khe hở nhỏ của chiếc kén chứng kiến hai con bướm khác trung quốc và mỹ đang tự do tung cánh thái độ của châu âu với thế giới luôn đầy mâu thuẫn Môn mặt Châu Âu mang trong mình di sản vĩ đại của Da Vinci, Mozikyu Di, những con người đã soi sáng nền văn minh nhân loại bằng tinh thần khoa học. Mặt khác, khi đối mặt với cuộc cách mạng tính toán do AI dẫn đầu, châu Âu lại giống như một thương gia ven lần đầu nghe về Bitcoin, có một bộ luật quản lý hoàn hảo, nhưng lại không tìm thấy cội nguồn của đổi mới công nghệ. Và cứ thế, trong vô số đêm dài, khi những lời của De Gaulle, chờ chiều hay giết to tổ vấn vang vọng, châu Âu không cam lòng để bị cả thế giới bỏ lại trong cuộc sụp đổ hệ thống này. Châu Âu không chịu đứng yên, người Pháp đã hành động trước, Ủy ban năng lượng nguyên tử Pháp đang bí mật triển khai kế hoạch xanh và họ đã đạt được đột phá ban đầu, cải tiến chu trình phản ứng hạt nhân, giúp trung tâm dữ liệu giảm 34% mức tiêu thụ năng lượng tại trung tâm thử nghiệm ở Lyon, dưới những bức chân dung Napoleon và De Gaulle, tháp làm mát và lò phản ứng hạt nhân đã hợp nhất thành một thể thống nhất. Ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ đèn chỉ báo của máy chủ, hòa cùng ánh sáng của nhiên liệu hạt nhân, phản chiếu khát vọng rực cháy của châu Âu, tại Hà Lan, những quảng cáo về trái phiếu nhân tài AI liên tục được phát sóng. Để giữ chân những nhân tài AI hàng đầu, các doanh nghiệp lớn không ngại chi mạnh tay, cam kết trả thêm 30% lương hàng năm dưới dạng quyền chọn cổ phiếu. Nếu nhà nghiên cứu AI phục vụ doanh nghiệp đủ 5 năm, quyền chọn này sẽ chuyển thành cổ phần, giúp họ nhận về khoản lợi nhuận khổng lồ. Có thường lớn, ắt có người tài, nhờ chính sách này, tỷ lệ giữ chân nhân tài AI tại Hà Lan đã tăng 41%, sức hấp dẫn của Hà Lan còn khiến in theo quyết định đặt trung tâm nghiên cứu chip 3 nanomet đầu tiên tại châu Âu, có thể nói, để giành lại vị thế của một người khổng lồ trong nền văn minh nhân loại châu âu đã dốc hết sức lực liệu châu âu có thể xoay chuyển tình thế những nỗ lực tấn công theo từng mảng nhỏ như vậy có giúp châu âu lật ngược ván cờ trở thành trung tâm phục hưng văn hóa kỹ thuật số điều đó phụ thuộc vào chính họ và cũng phụ thuộc vào hai cường quốc bên kia đại dương mỹ và trung quốc nhưng có lẽ, thứ châu Âu cần nhất lúc này không phải là một kế hoạch đốt tiền kiểu dự án Galileo, mà là dung khí để thừa nhận rằng họ đã tụt hậu so với Trung Quốc và Mỹ bởi vì chấp nhận vấn đề mới là bước đầu tiên để tiến bộ. Lịch sử đã từng chứng minh, cường quốc hôm nay có thể là kẻ tụt hậu của ngày mai và kẻ đi sau hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu nếu biết nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh đến sự trỗi dậy của Mỹ trong thế kỷ 20, rồi đến sự bùng nổ của Trung Quốc trong lĩnh vực AI ngày nay, thế giới đã chứng kiến nhiều lần đổi môi trong cuộc đua công nghệ châu âu từng là cái nôi của những phát minh vĩ đại giờ đây đang phải đối mặt với bài toán tụt hậu nhưng cánh cửa vẫn chưa khép lại vì ai là một cuộc chơi dài hơi và nguồn mở vẫn mang lại cơ hội cho bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi và đổi mới Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy đó, chúng ta không phải cường quốc AI, nhưng nếu biết tận dụng xu hướng công nghệ, tinh thần sáng tạo và lợi thế nguồn mở, chúng ta hoàn toàn có thể bước lên bản đồ AI thế giới. Bởi vì, trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, quyết định ai là kẻ dẫn đầu không nằm ở quá khứ huy hoàng mà ở hành động của hiện tại. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé!